Phan Thị Mơ, đăng quang hoa hậu vẫn thừa nhận phải cày như trâu, lao lực đến đổ bệnh. Phan Thị Mơ được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, tên tuổi người đẹp được công chúng chú ý sau khi cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới World Miss Tourism Ambassador 2018 và đoạt giải phụ trang phục quảng bá du lịch đẹp nhất. Người đẹp Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô sở hữu ngoại hình ấn tượng với chiều cao khủng 1m72 và số đo 3 vòng 80-62-87. Phan Thị Mơ tốt nghiệp khoa du lịch trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Từ một người mẫu xinh đẹp và hình thể cân đối, Phan Thị Mơ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2011. Cũng trong năm đó, Phan Thị Mơ được đặt cách vào thẳng top 5 chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt. Năm 2018, Phan Thị Mơ bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch được tổ chức tại Thái Lan. Đây chính là một trong những niềm tự hào lớn cho người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên, đằng sau những lời chúc phúc của mọi người dành cho cô thì cũng có nhiều khán giả cho rằng Phan Thị Mơ mua giải và có đại gia chống lưng. Trước nghi ngờ này, Phan Thị Mơ chia sẻ, họ không hề chú ý đến nỗ lực của tôi trong cuộc thi mà cho rằng tôi mua giải, có đại gia chống lưng. Cuộc thi chỉ diễn ra trong 2 tuần nhưng đó là khoảng thời gian tôi nỗ lực rất nhiều. Trước khi tham gia cuộc thi thì tôi nặng 54kg, bây giờ chỉ còn 46kg. Sau khi đăng quang, Phan Thị Mơ tiếp tục với đam mê diễn xuất và cho ra mắt phim Kiều A Còng. Ít ai biết rằng hành trình diễn xuất của Phan Thị Mơ còn dài hơn khoảng thời gian cô thi Hoa hậu. Bước vào nghề diễn viên từ năm 2010, Phan Thị Mơ đã tham gia nhiều bộ phim lớn nhỏ với đủ các vai chính phụ khác nhau. Sở hữu gương mặt thanh thuần hiền diệu nên Phan Thị Mơ thường được giao cho các vai chính diện hiền lành chịu khổ. Khả năng diễn xuất của cô cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao khi cô nhận được giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi sao xanh và đề cử hạng mục nữ diễn viên truyền hình điện ảnh xuất sắc nhất của giải Mai vàng. Thế nhưng sự nghiệp diễn xuất của Phan Thị Mơ vẫn khá trầm lặng, dù cô sở hữu khả năng tốt nhưng khán giả vẫn chưa nhớ mặt gọi tên cho đến khi nàng hậu tham gia đóng chính tác phẩm điện ảnh mang tên Kiều A Còng. Theo như lời người đẹp và ekip chia sẻ, phim điện ảnh Kiều A Còng lấy ý tưởng từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và thực hiện bằng kỹ thuật one shot hiện đại, quay một máy liên tục từ đầu đến cuối. Nội dung phim kể về cô gái tên Hương do Phan Thị Mơ thủ vai phải chịu nhiều gian khổ trong cuộc sống. Bộ phim khi công chiếu đã dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội của công chúng bởi kỹ thuật tệ hại và nội dung phản cảm. Đứng trước những ồn ào xoay quanh bộ phim, nữ chính Hoa hậu Phan Thị Mơ cho biết bất cứ một sản phẩm nào cũng có những ý kiến trái chiều và tôi tin chắc rằng đoàn phim vẫn sẽ đón nhận điều đó. Tôi nghĩ điều gì cũng có hai hướng suy nghĩ, nhưng trong suốt quá trình làm phim, chúng tôi đã cố gắng đem đến cho khán giả những cảnh quay tốt nhất, những lựa chọn tốt nhất. Song song đó, Phan Thị Mơ thể hiện sự bình thản trước những lời nói cho rằng phân cảnh hở nóng vô tội vạ trong phim ảnh hưởng đến danh hiệu của mình. Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới thẳng thắn, một số khán giả xem trailer và hỏi tôi về cảnh nóng trong phim. Họ thắc mắc tôi có sợ ảnh hưởng đến hình ảnh hoa hậu không scandal nghiêm túc trước giờ tôi xây dựng không. Tôi không hề sợ chút nào cả, vì tôi đã đi đóng nhiều phim, có những phim được mọi người thương, có phim chưa được hay lắm, nhưng khi đã chọn đóng thì tôi không sợ. Người đẹp gốc Tiền Giang khẳng định bản thân sẵn sàng đón nhận những sóng gió trong nghề. Cô chỉ lo lắng bản thân không nhận được sự tin tưởng của các đạo diễn trong những dự án tiếp theo. Mới đây, Phan Thị Mơ gây lo lắng khi chia sẻ về bệnh tình của mình. Nàng hậu cho biết mình đang khổ sở vì bệnh đau dạ dày và trào ngược dạ dày. Nhiều lần người đẹp nén đau hoàn thành phần ghi hình, tranh thủ uống thuốc lúc giải lao. Tôi đau nhiều, cảm giác dạ dày đã quá sức chịu đựng. Khi chấm thi ở Phan Thiết, tôi cũng muốn thưởng thức hải sản tươi ngon nhưng phải kiên cử, cô nói. Phan Thị Mơ bị đau dạ dày và trào ngược dạ dày khoảng 10 năm nay do tham công tiếc việc và thường xuyên lao lực bỏ bữa, sinh hoạt không điều độ. Theo người đẹp, stress từ áp lực công việc cũng là nguyên nhân lớn. Nhiều lần cô nhập viện trong tình trạng đau dạ dày nặng, từng bị ngất khi đang làm việc. Người đẹp nói vui, ra vào bệnh viện nhiều đến nỗi được các nhân viên nhớ mặt. Tôi thường không nằm viện lâu, cứ truyền thuốc xong hết đau lại về. Vài lần bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi nhưng tôi nài nỉ cho xuất viện để tiếp tục công việc, Phan Thị Mơ cho hay. Dù vậy, cô ý thức rõ tình trạng sức khỏe của mình chứ không bán mạng làm việc. Người đẹp bận rộn do vừa kinh doanh vừa hoạt động nghệ thuật. Cô phân bua, tôi còn nợ nhiều show đã ký từ đợt thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch đến nay chưa trả hết. Tôi không yên tâm nghỉ ngơi một tháng khi công việc chất đóng bề mình. Năm 2022, Phan Thị Mơ thú nhận đây là năm mang lại cho bản thân nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Người đẹp đắt sâu đến bỏ bữa, mất ngủ, suýt viêm loét dạ dày vì lịch trình quá dày đặc, trải dài khắp mọi miền đất nước. Thậm chí dịp lễ Tết quan trọng, Phan Thị Mơ không có thời gian để vui vầy bên gia đình. Người đẹp bộc bạch, sự nghiệp tôi sáng lạng nhưng tình cảm không may mắn. Tôi áy náy khi việc hôn nhân của bản thân vẫn khiến ba mẹ nặng lòng. Mọi người đều nghĩ chân dài thì lắm đại gia, lắm mối tha hồ sung sướng, nhưng tôi cũng không biết mình là chân dài kiểu gì mà quanh năm vẫn phải cày như trâu vậy. Tôi đi làm còn nhiều hơn đi hẹn hò với người yêu, nên làm người yêu của tôi cũng khổ lắm chứ không sướng đâu. Mà có lẽ vì tôi mê công việc như vậy nên để tìm được người thông cảm cũng khó. Chỉ trách mình chứ không dám than thở ai cả. Tự nhủ bản thân là duyên chưa tới vậy thôi. Mỹ nhân quê Tiền Giang chia sẻ thêm.
Khi hỏi liệu có lo lắng khi 32 tuổi chưa kết hôn thì sau này sẽ gặp khó khăn trong vấn đề sinh nở hay không, nàng hậu nói con cái là duyên phận trời sắp đặt và cô không đặt nặng việc nhất định phải có con. Phan Thị Mơ hạnh phúc với người bạn trai của mình. Cuối năm 2020, Phan Thị Mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị khi khoe chiếc nhẫn kim cương trị giá lên đến 5,5 tỷ được bạn trai tặng. Cô chia sẻ rằng bạn trai luôn ủng hộ công việc và không ghen khi mình phải diễn cảnh tình tứ với các bạn diễn nam khác. Dù yêu lâu nhưng danh tiếng của người bạn trai này vẫn được Phan Thị Mơ giấu kín. Khán giả hâm mộ mong rằng nàng hậu sẽ có một cái kết đẹp bên người mình yêu.